Ứng dụng gọi taxi qua di động Uber đang tiếp tục vấp phải sự phản đối của khắp các nước trên thế giới. Thứ Sáu vừa qua, hàng ngàn tài xế taxi tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã tổ chức biểu tình đình công chống lại dịch vụ này. Hàng ngàn tài xế taxi tại Rio de Janeiro đã bắt đầu đình công vào giờ cao điểm sáng ngày 24 tháng 7, buộc trung tâm dịch vụ taxi tại sân bay phải đóng cửa. Hành khách phải xếp hàng dài tại trạm xe buýt thay vì gọi taxi. Những tài xế taxi tự do vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên họ phải tránh những lộ trình diễn ra biểu tình. Chính quyền địa phương đã gia tăng lực lượng an ninh khu vực gần sân bay và những khu vực đông phương tiện khác. Giới taxi thành phố này đã phản ứng mạnh mẽ đối với ứng dụng Uber đến từ Mỹ khi họ cho rằng sự xuất hiện của Uber đang chèn ép hoạt động của các tài xế taxi. Nhưng thay vì gây sức ép lên Uber, những người biểu tình lại vô tình tạo ra một cơ hội. Đáp trả cuộc biểu tình của giới tài xế taxi, Uber đã tuyên bố sẽ miễn phí cho khách hàng đi những lộ trình ngắn trong thời gian diễn ra biểu tình. Tại Brazil, Uber đã có mặt hơn một năm và vẫn đang vấp phải sự phản đối tại nhiều thành phố. Hiện tại, thành phố lớn nhất Brazil là São Paulo đã cấm Uber hoạt động trong nội thành.